Thưa quý vị và các bạn, trong vài tháng gần đây, trên địa bàn huyện Con Rẫy liên tiếp xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 6 người chết, 9 người bị thương. Số vụ tai nạn giao thông gia tăng không khỏi làm người dân trên địa bàn lo lắng. So với các địa phương khác trong tỉnh, trong những tháng đầu năm, huyện Con Rẫy xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết nhiều người nhất. Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 13 tháng 4 tại km 157 trên quốc lộ 24 thuộc địa bàn xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy. Va chạm giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, sinh năm 1998, trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển, chở theo 23 hành khách lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng Con Rẫy, Kon Tum, và xe tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo semi remote biển kiểm soát 81R01051 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1979, trú tại huyện Chư Bà, tỉnh Gia Lai, điều khiển hướng ngược lại. Vụ tai nạn là một người tử vong tại chỗ và hơn 20 người bị thương. Trước đó, ngày 10 tháng 3, anh A Pang ở xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 82B1-28666 lưu thông trên tuyến quốc lộ 24 tại km 148 300 đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 82B2-07567 do anh A Quên cùng địa chỉ lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả A Pang tử vong trên đường đi cấp cứu và A Quên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Hai xe mô tô hư hỏng nặng. Theo Công an huyện Con Rẫy, nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Trong đó có những lỗi như chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt không đảm bảo an toàn, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia. Tuyến quốc lộ 24 dài là một cái tuyến trọng điểm kinh tế kết nối từ thành phố Kon Tum đến Măng Đen và đi qua địa bàn của huyện Con Rẫy. Vì cái tuyến quốc lộ này là nó trọng yếu như vậy, nhưng đa phần lại là những cái phương tiện mà đi lên cái vùng du lịch Măng Đen, thì những cái phương tiện này không, đa phần là không thuộc đường, vì tuyến đường này là những cái có những cái đoạn dốc và có những cái đoạn đèo dốc quanh co và nguy hiểm. Vì thế những cái tài xế lái xe là không quen thuộc đường, với lại là nguyên nhân là cũng một số thanh thiếu niên có sử dụng rượu bia rồi. Sau khi đã sử dụng rượu bia thì đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì nó dẫn đến những cái vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Quốc lộ 24 là con đường huyết mạch nối thành phố Kon Tum với các huyện Con Rẫy, Kon Plong và nối với tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường vừa được sửa chữa nâng cấp, thuận lợi trong việc đi lại. Tuy nhiên, trên tuyến đường có một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là điều mà người dân và lái xe đi qua con đường này lo lắng, bất an. Nói chung là cái đoạn đường này từ ở đây như là cái đoạn Tân Lập thì cũng có, cũng thấy cũng xảy ra thường xuyên, có năm nào cũng dính. Đắc Tờ Re thì đúng là dân trí nó quá thấp thì nó xảy ra tai nạn thì quá nhiều, thì cũng thấy cũng đi trên đường là thấy nó về cũng nhiều đấy. Tôi đi thực tế thì nói chung là tôi gặp nhiều trường hợp mình xử lý, mình đi đúng tốc độ và cả thứ mình xử lý được kịp thời, nhưng mà đúng dân số là đi nó không nắm được cái luật. Cứ ở trong đường hẻm nó phỏng với ao đó, mình xử lý nhiều cái là cũng chạm váng đấy. Nhưng mà mấy tốc độ của mình đi nó đảm bảo. Tuyến quốc lộ 24 này thì từ khi mà được tu sửa rồi là nâng cấp thì cũng đã đảm bảo, tuy nhiên thì còn một vài cái điểm quanh nượn uốn khúc thì thường xảy ra tai nạn. Thì đối với cái tuyến, thứ nhất là cái đèo Măng Đen, thứ hai nữa là một số cái điểm ở tại địa bàn xã Đắc Tờ Re ấy, thì mấy cái điểm cua đấy thì cũng còn hay xảy ra là nhiều cái nguy cơ mà tai nạn giao thông. Công an huyện chúng tôi được phân cấp phân quyền
thì chỉ tập trung từ km 136 đến km 143. Đây là cái đoạn đường mà tập trung đông dân cư và nhiều cơ quan của huyện đặt ở trên cái km này. Chúng tôi được quyền xử lý, nhưng khi xử lý những cái lỗi khác thì phải xây dựng kế hoạch phối kết hợp với phòng cảnh sát giao thông thì chúng tôi mới được xử lý một số lỗi đó. Như vậy thì cũng bất cập cho cái lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện, vì chúng tôi không kịp thời chủ động kịp thời ngay lập tức để mà chúng tôi ra tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm được ngay. Vì thế thì cũng mong các cấp lãnh đạo nghiên cứu xem xét giao quyền cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời tuần tra kiểm soát và xử lý được những cái phương tiện vi phạm trên cái tuyến quốc lộ 24 này. 5 tháng đầu năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Con Rẫy có chiều hướng diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng. Nhiều đoạn vòng cua gấp, nhiều lối sang ngang, nhiều lối rẽ đấu nối vào quốc lộ. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông vi phạm tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu, tránh sai quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông dẫn đến tai nạn. Thưa quý vị, trước thực tế tai nạn giao thông trên địa bàn tăng, thời gian tới, ngành chức năng huyện Con Rẫy có những giải pháp nào nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông? Mời quý vị cùng theo dõi trao đổi của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Đại úy Nguyễn Duy Trình, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Con Rẫy. Thưa ông, thì để giảm thiểu về tai nạn giao thông thì trong cái thời điểm hiện nay thì về phía công an huyện thì đã triển khai những cái giải pháp căn cơ nào ạ? Thời gian qua thì khi mà các cái vụ tai nạn xảy ra thì lãnh đạo công an huyện cũng như là chỉ huy đội và cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông thì đã ban hành các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát tăng cường tuần tra kiểm soát và trên địa bàn, rồi tập trung vào các cái chuyên đề lớn như là chuyên đề về nồng độ cồn này, chuyên đề tải trọng và chuyên đề về tốc độ. Ở trên cái chỉ đạo của Bộ Công an á, cục C08 thì thực hiện tên tất cả các cái chuyên đề đối với tất cả các lứa tuổi, thì có đó cũng trong đó có cái chuyên đề lứa tuổi học sinh ấy. Thưa ông, trên tuyến quốc lộ 24 đi qua địa bàn huyện Con Rẫy thì có nhiều cái đoạn là quanh co, như vậy thì ông có thể cho biết là trong cái thời gian vừa qua thì về phía địa phương cũng như là công an huyện thì qua công tác rà soát thì có những cái điểm bất cập nào, và qua đó thì trong cái khó khăn trong cái công tác quản lý ra sao ạ? Trên địa bàn huyện thì có cái tuyến giao thông huyết mạch là quốc lộ 24 đi qua địa bàn huyện ấy, thì các cái điểm mà để mà rà soát mà nó gây gọi là có nguy cơ tai nạn giao thông cao thì ở đây là đèo Măng Đen. Thứ hai là đây là tuyến quốc lộ mà giáp với thành phố. Thì ở đây là có những cái điểm mà cong cua. Thì chính quyền địa phương và lực lượng của tỉnh cũng đặt các cái biển cảnh báo. Tuy nhiên thì cái lưu lượng tham gia giao thông trên cái tuyến quốc lộ 24 này chủ yếu là những ngày lễ. Ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần ấy, thì lượng tham gia giao thông chủ yếu là người ngoài địa phương. Thì người ta tham gia thì thứ nhất là không quen đường. Thứ hai nữa là chưa nắm được địa bàn, cho nên là khi mà tham gia giao thông thì vẫn còn nguy cơ xảy ra tai nạn. Để giảm thiểu về tai nạn giao thông ở trên tuyến quốc lộ 24 nói riêng cũng như là trên địa bàn huyện Con Rẫy nói chung thì về phía công an huyện thì sẽ triển khai những cái giải pháp như thế nào? Và đặc biệt là mình có đề xuất như thế nào để từ đây đến cuối năm thì nó giảm thiểu cái số vụ tai nạn giao thông ở trên địa bàn ạ? Những cái bất cập mà trên tuyến quốc lộ thì công an huyện mới thì ban hành kế hoạch phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng, để phòng kinh tế hạ tầng huyện người ta phối hợp với Sở Giao thông và Công ty Quản lý Đường bộ thì phải đi khảo sát một lần để cắm những cái nơi mà nó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sẽ đề xuất một số giải pháp, như là đề xuất phòng PC08 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên cái tuyến đường được phân cấp quản lý. Thứ hai là đề xuất với phòng kinh tế hạ tầng của huyện ấy, sẽ phối hợp với phòng PC08, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Giao thông và Công ty Quản lý Đường bộ sẽ tổ chức khảo sát các cái điểm bất cập về giao thông trên địa bàn
để có cái biện pháp phòng ngừa tối thiểu tối đa. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ.